Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình đã trở lại với Stickwell Legacy và mình sẽ có một cái ý tưởng cực hay dành cho các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ tạo ra một đội quân full vàng 9 số 4, lộn 4 số 9. Và cái đội quân này á là một đội quân cực mạnh luôn các bạn. Mình nghe các bạn nói á là bình thường những cái con mà sức mạnh chẳng hạn như là sức mạnh lava nè, sức mạnh băng đồ nè, không thể nào mạnh bằng những con sức mạnh gọi là vàng các bạn. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ vào đây thử test sức mạnh của đội quân vàng với lại những tên chùm cuối của tựa game Stickwell Legacy nha các bạn. Nhưng mà trước khi mà vào test á là mình sẽ vô giải đấu mình đánh trước để xem coi là những cái con gọi là hàm bằng vàng nó có mạnh hay không. Đây, bây giờ mình sẽ chọn cực khó nha các bạn. Cực khó đấu cho nó ngầu các bạn ơi, để chọn cơ hình nào đây. Chắc là mình sẽ chọn cái gọi là mã vàng 9 số 4 này đi. Ở đây thì đội quân của mình đang là đội quân Macron. Mình sẽ cho nó về đội quân đó là đội quân vàng nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ nâng cấp full vàng cho nó luôn. Và đây, bây giờ mình sẽ phải đấu với một bạn bên này. Ui, mới vô có người khổng lồ rồi, ngầu dữ ta. Mình sẽ tạo ra những cái người này trước nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ tạo ra những đội người kiếm vàng nha các bạn. Ui, tạo rất nhanh các bạn ơi. Đây, kiếm vàng nè. Rồi sau đó mình sẽ tạo ra thêm là cung vàng nha các bạn. Nhưng mà khoan, Sparta mình sẽ không có tạo Sparta ở đây, mình sẽ tạo Sparta gọi là ưu tú mã vàng nha các bạn. Và đây là ba chiến binh Sparta mã vàng 4 số 9. Cực mạnh luôn, để đấu với người khổng lồ để xem coi mình có giành chiến thắng hay không. Lên, bên nó đang kéo người khổng lồ tới bên mình rất đông các bạn ơi. Mình sẽ tạo ra thêm kiếm nha. À quên, mình sẽ tạo ra thêm phù thủy nữa, tại vì phù thủy bên mình vẫn là vàng nha các bạn. Các bạn nhìn là phù thủy bên mình vẫn là vàng xịn nha. Rồi bây giờ là để xem coi là đấu với mấy người khổng lồ này như thế nào. Mình thấy là những cái anh Sparta này cực châu luôn các bạn ơi. Tuy là người khổng lồ đánh rất nhiều nhưng mà mấy anh này mắc ít máu cực kỳ luôn. Bây giờ là nhờ trông cậy vào phù thủy thôi các bạn ơi. Phù thủy sẽ hạ gục được gọi là những cái anh này. Mình sẽ tạo ra thêm cung nè, kiếm nè. Sẽ tạo ra thêm phù thủy. Trận này mình nói thiệt với các bạn là mình thắng chắc luôn, không thể nào mà thua được. Mình sẽ dồn hết lực để mình gọi là thắng một lần luôn các bạn ơi, không có thời gian luôn nha. Rồi, ui, bên nó màu hồng thật các bạn ơi, màu hồng dễ thương. Đội quân gọi là người que màu hồng các bạn à. Này, nhưng mà làm sao đấu được đội quân người que mã vàng của mình. Người que mã vàng của mình là vô địch rồi các bạn nhìn nè. Mấy con người que vàng Sparta này nó không mất máu luôn các bạn, mất ít xỉn nè. Siêu ít luôn. Đây mình thử coi nó phóng giáo được không. Đây mình thử coi nó phóng giáo được nha các bạn. Đây nè. Dạ, phóng giáo đi nào. Nó không phóng giáo các bạn ơi. Mình không hiểu tại sao nữa. Rồi thôi, kệ nó, bây giờ để cho nó tự đánh đi. Đó, mấy đứa kia thấy bên mình rất là ghê luôn các bạn. Cung nè. Nhìn cung bên mình nè, mình sẽ tạo ra thêm những cái anh gọi là cầm kiếm nữa. Trận này mình thắng nhanh luôn các bạn ơi, để xem coi sức mạnh như thế nào. Coi bộ là sức mạnh mạ vàng này nó rất mạnh các bạn. Lâu lắm rồi mới trở lại với lại Stickwell Legacy nên là còn bỡ ngỡ. Ui, mua tên, chạy. Wow, không được, mình mà chạy phù thủy của mình sẽ bị gọi là hạ gục liền. Cho nên là mình phải tấn công luôn các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là tấn công như vậy đủ rồi, chỉ cần ba anh Sparta vàng và hai phù thủy vàng thắng chắc luôn. Các bạn thấy không? Chỉ có nhiêu đây thôi mà đã thắng rồi các bạn. Wow, tính ra người vàng là coi như là mạnh lắm nha các bạn. Nhưng mà mình không biết là đối với những cái con gọi là người que khác á thì không biết là người que vàng có mạnh hơn hay không. Màn 200 lần trước mình đã giành chiến thắng, nhưng mà mình chỉ giành chiến thắng đó là normal thôi. Bây giờ mình sẽ chọn đó là cực khó thôi, không khó thôi các bạn, không cực khó luôn để các bạn coi thường nữa. Rồi bây giờ mình sẽ nâng cấp lên. Lần này mình sẽ không sử dụng cung vàng nữa nha các bạn. Cung vàng này là quá thường rồi, mình sử dụng cung vàng cùng với gọi là người que Sparta vàng luôn, tại vì nó có một cặp lận các bạn ơi. Mình sẽ nâng anh người khổng lồ lên. Rồi, trận này khó nên là mình phải nâng như vậy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho đội quân vàng của mình ra, đó là 5 Sparta vàng và 5 cung vàng nha các bạn. Đây chính là đội hình mà mình muốn tạo ra, cung vàng và người que Sparta vàng. Các bạn thấy đội hình này là hơi bị VIP. Đây hình như gọi là đội quân hoàng gia thì phải. Cực kỳ VIP luôn đó. Bây giờ là mấy thanh niên kia tới đây là mình trời ơi. Làm gì được đội hình này bây giờ. Thôi cái này là mình đang tạo ra rất ít nha các bạn. Ui nó lên nữa các bạn. Ui lần này nó trâu vậy. Lần này rất trâu bạn ơi, sắp lá cà rồi, không thể nào mà sử dụng cung bắn tụi nó được. Lần này nó trâu quá. Rồi, nhưng mà tụi mình có Sparta nên là rất trâu hơn nó nhiều. Đó, các bạn thấy không? Nói chung là mấy màn như thế này thì mình có thể thắng dễ dàng lắm, các bạn yên tâm. Rồi mình sẽ tạo ra thêm một phù thủy nè. Mình sẽ tạo ra thêm cung nè. Kiếm nè. Lần này mấy con này nó đông quá các bạn ơi, người que xương nó rất đông luôn, để xem coi bên mình chịu nổi hay không. Bên mình đội hình rất là căng nè, cực căng luôn, để xem coi. Lên anh em, lên. Rồi để xem coi nè. Này thì chỉ cần một hit thôi. Mới có mấy con quái vật ghẻ của gọi là phù thủy thôi mà bây giờ mấy con người que xương nó đã thua cuộc rồi, thì làm sao chịu nổi mấy con Sparta vàng của mình. Các bạn thấy Sparta vàng không? Nhưng mà khoan,
Các bạn nên nhớ đây là chế độ cực khó nha các bạn, chứ không phải là chế độ gọi là dễ như lúc đầu đâu. Đó, cho nên là các bạn để ý nha. Ui, ui, nó ra rồi, nó ra rồi. Bây giờ là phải đánh rồi các bạn ơi, không đánh không được. Rồi mình sẽ tạo ra thêm, đó là từ từ, đội hình của mình chưa mua được cái gì hết. Kiểu này dễ thua lắm các bạn ơi. Ui, nó đông quá. Cố lên nào, cố lên nào. Đội hình của mình mới mua thêm cung đi. Rồi, cố lên, cố lên. Này thì người que, trời ơi, người que khổng lồ xương của tụi nó cũng không là gì các bạn, nhìn ngẫm kìa. Ngẫm cực nhanh luôn, các bạn thấy không? Mấy anh Sparta vàng này VIP, cực VIP luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ, nếu mà bây giờ á, mình tạo thêm 5 con gọi là Sparta vàng, các bạn sẽ nghĩ như thế nào? Thử không? Thử nha các bạn, lùi mấy đứa. Đây rồi các bạn ơi, thêm 5 con nữa thì các bạn nghĩ đội hình của mình nó sẽ như thế nào? Đội hình cực gắt luôn. Ê các bạn này, lùi lùi lùi. Cung nó lên nó bắn cho bây giờ. Chứ ngu vậy các bạn nhìn nè. Mấy con người que xương mà khi mà nó ngẫm xong nó trở thành zombie khổng lồ luôn các bạn thấy không? Đó. Rồi, đội hình như thế này thì mình phải nói là quá trời ơi luôn rồi. Rồi trời ơi, mấy con ghẻ này sao đánh lại mình? Lên. Rồi, chuẩn bị dám bắn vô cái bà phù thủy bơm máu của mình. Này thì đánh của anh hả? Mấy con cung này mình cực kỳ ghét các bạn. Này 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 thì đánh của anh hả? Lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn, khỏi nói nhiều. Lên luôn, lên luôn. Lên luôn nè. Come on, lên nào. Người khổng lồ của mình sắp ngẫm rồi các bạn ơi, mình sẽ cố gắng bảo vệ cho nó gọi là thật chắc. Tại vì người khổng lồ này nói chung là nó phải chịu châu rất là nhiều. Đó. Này này này, mình phải chuẩn bị tại vì tí nữa mình gặp chùm á. Tại vì nó rất là châu các bạn, mà còn chưa tính là mấy con zombie, mấy con vua zombie này nọ nữa. Nên là mình phải cẩn thận thôi. Lui 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 lui. Đây rồi các bạn ơi, chính là con cầm lưỡi hái tử thần đây. Bây giờ là mình lên thôi. Nói chung là con này thì nói chung nó cũng bị hạ gục nhanh lắm các bạn. Vậy là chuẩn bị sắp có chùm rồi các bạn ơi, sắp có chùm rồi đó. Không biết là vua zombie ra trước hay là chùm cuối ra trước đây mình không nhớ nữa. Lần trước mình đã đánh bại này rồi, nhưng mà lần này là khó, chế độ khó. Lần trước mình đánh chế độ thường thôi bạn, dễ bạn. Rồi bị bắn cơ. Ui. Các bạn nên nhớ nha, những cái con cung vàng này á, nó mạnh lắm nha các bạn. Nó cực mạnh luôn chứ không phải là như con cung vàng bình thường của mình đâu. Mấy con cung đội nón vàng này nè, nó mạ vàng 9 số 4 mà các bạn. Rồi bây giờ vô nè. Đấy, tạo ra zombie nhiều thì cũng phải ngẫm thôi. Đội hình của anh mạnh lắm. Đấy, tí nữa mà người khổng lồ mà ngẫm chắc mình không sử dụng người khổng lồ luôn các bạn. Mình sẽ sử dụng gọi là full mấy anh vàng này xem như thế nào. Tới luôn các bạn ơi, ép tụi nó luôn. Đấy, tụi nó bắt đầu chui ra kìa. Chiu 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 chiu. Ôi, tụi nó châu bạn, càng lúc tụi nó càng châu. Tại vì đây là những Sparta xương các bạn, rất châu các bạn ơi. Này thì, ui, căng nhà căng nhà. Này thì căng nhà. Các bạn nhìn mấy con zombie nó bò kìa, rất là tội nghiệp luôn các bạn. Nhưng mà nó không thể nào mà hạ gục được tụi mình đâu. Đó, thấy chưa? Hơi là đội hình mình chỉ có như vậy thôi đó. Ui, những con zombie Sparta kìa. Rồi lui, để cho tụi nó gọi là thở đi. Chứ ép quá, tụi nó ngẫm luôn, tụi nó xỉu luôn, ai chơi với mình, thấy không? Cứ bình tĩnh. Đây rồi, nãy giờ mình đợi mấy con này ra mà sao hồi nãy lúc đầu nó đưa cho có hai con zombie đi trước vậy ta? Tính ra mấy con gọi là này, mấy con người xương này nó nhát ghê các bạn, nó cho hai con zombie ghẻ đi trước. Tụi nó đi sau. Rồi thôi lên luôn đi, đợi gì nữa. Trận này mà thua à, nó ném độc các bạn ơi, mấy con này ném độc. Rồi lên. Ui, ý các bạn thấy con người que của mình nó đầy máu chưa? Nhờ cái bà gọi là bơm máu này nè các bạn, bà này bơm máu rất là tiện luôn các bạn ơi. Trời ơi, đánh kiểu này thì phải nói là mấy con người que khổng lồ xương này thì phải nói là ôi trời ơi luôn các bạn. Đánh nó không kịp thở luôn kìa các bạn không, nó tạo ra những con zombie khổng lồ bò dưới đất kìa. Đó, cho nên là mình cũng phải cẩn thận. Đó các bạn không, tạo ra mấy con zombie khổng lồ nằm dưới đất bò nè. Ui ui ui, nó cắn gọi là con gọi là Sparta của mình nhưng mà không được các bạn. Sparta của mình quá mạnh. À đây còn à đánh lén à, đánh lén này. Đánh cái nữa đi, đánh cái nữa, đánh hộ. Rồi ngẫm luôn rồi. Đây đây mấy con này là những con zombie gọi là giống như là mấy con cuốn các bạn. Đó nó đi nó chạy nó nhảy là mấy ghê các bạn ơi. Đứng đợi buồn ngủ luôn các bạn ơi. À đây rồi, đó rồi. Chùm cuối tới. Bây giờ mới thử sức mạnh này các bạn ơi, để xem coi mấy anh người vàng này như thế nào. Các bạn thấy đội hình của mình nói chung là nó cũng chỉ gọi là bình thường thôi, nhưng mà hả đánh chùm cuối hơn nữa, gần nửa cái máu rồi các bạn. Đánh cực nhanh luôn các bạn thấy không? Đó, để xem coi. Trời ơi. Mấy anh Sparta của mình đánh cực gắt. Wow, Sparta vàng nó châu thật. Rồi xong. Ngẫm. Ơ nhưng mà có tạo ra con zombie khổng lồ không? Không tạo ra con zombie khổng lồ các bạn ơi. Wow. À, vua zombie đây rồi. Vua zombie đây rồi các bạn ơi. Vậy là nói chung á là người vàng, người que vàng này nè, nó mạnh lắm các bạn ơi. Nhưng mà các bạn phải có tiền các bạn mới tạo được nó nha, chứ không phải là các bạn sẽ tạo được ở trên đây đâu. Ở trên đây nó không có tạo ra được mấy con này đâu các bạn ơi. Đây là những cái con gọi là người que gọi là vàng ở hoàng gia thì phải các bạn ơi. Nói chung là nó VIP lắm. Đó, trời ơi các bạn nhìn kìa.
nhìn cái con vua zombie nó cày giật các bạn, bị đánh bằng cày giật, tội nghiệp không? Rồi xong, bỏ tay, thắng rồi các bạn ơi. Rồi và cảm ơn các bạn xem video này, và nếu tới đây đừng quên để cho mình một like và đăng ký kênh, chia sẻ và comment để bài phần chính ủng hộ mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.